Ở đây trong 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 tất cả những người này có ai ăn chay trường không? Vegan mấy năm? 27. Con nhiêu năm? 43 năm. Ủa sao con ăn chay trường mà bị ung thư? Thực phẩm hóa chất, rau củ quả vậy chứ có hóa chất hết á. Cho xin phép để trả lời câu này. Ok. Thưa quý vị, trên thực tế ra chúng tôi ăn rất là kỹ lưỡng ăn vegan để quý vị biết là trên cái chay này. Chay thì đơn giản trứng sữa đồ có thể dùng, nhưng chúng tôi là không ăn trứng và cũng không ăn sữa, có nghĩa là không bị nhiễm bất cứ một cái gì ngoài trừ rau cải có thể có thuốc độc hay cái gì đó không dám nói. Nhưng cái bệnh này không phải là phát xuất từ ngày tôi ăn chay. Tôi vẫn biết như vậy. Vì trước khoảng đó chúng tôi vẫn ào ạt như quý vị vậy, vẫn tất cả cái gì cũng dung nạp, mà dung nạp đôi khi những cái chất nó rất là ngon, mà nó cũng không phải là đơn giản là nó rất là độc, mà càng độc là càng ngon, ví dụ như vậy. Và cái tích lũy của nó đến hôm nay nó phải, mà nhà Phật nói đây là cái nhân mà nó gây ra, bây giờ cái quả nó đấy trong cái lúc này, chứ không phải là cái nhân đấy mà quả liền có cái liền. Cho nên chuyện này chúng tôi chấp nhận, thưa cha, là chúng tôi chấp nhận đây là cái hậu quả mà những năm khờ dại, những khi mình chưa ngộ được, chưa biết được ra tất cả những cái gì của cuộc sống, cái chân lý và tình thương. Cho nên bây giờ chúng ta mới thấy rằng sau 27 năm thực tế với quý vị là tôi ăn chay rất là, và con cháu của mình, những cái con này tôi cũng nói theo hết thôi, ăn chay hết tất cả, từ con cháu chắc tất cả đều ăn chay có hết. Nghĩa là dạ. 27 năm ăn chay, dạ. Từ đó trở về trước và dạ, còn một trùng trùng kiếp trước là không biết. Vậy có những người mà mới đẻ là ăn chay sao ung thư? Kiếp trước này phải trả thôi. Nếu mình nói như thế là mình chữa bệnh không được. Mình nói như thế vẫn là mơ hồ. Kiếp trước là kiếp nào, có ai thấy được kiếp trước không? Đúng không? Rồi ai thấy được kiếp này tôi đang ung thư nè. Vậy cha giải thích cho cái chỗ mà chúng con bị ung thư mà chúng con đổ thừa là kiếp trước nè. Theo cái nguyên lý nền tảng của khoa học thì khoa học không khuyến khích con người là ăn động vật. Ví dụ như là Hippocrates là lên án những con người ăn động vật. Lên án ăn động vật chứ không phải lên án những con người. Nói về sai, lên án ăn động vật. Và Hải Thượng Lãn Ông không chấp nhận ăn động vật. Và Nguyễn Văn Tường không cho ăn động vật. Vậy thì khoa học vào cái thời mà cách đây là 2500 năm thì Hải Thượng Lãn Ông, Hippocrates là đây là những vị người ta nghiên cứu là con người không ăn động vật. Nhưng vì con người quá đông cho nên là cái số đông nó tấn công mấy ông này rớt xuống hết. Rồi tức là ăn theo truyền thống, ăn theo thói quen. Vậy thì bây giờ mình nói, mình ăn chay 27 năm, mình ăn chay 40 năm là mình bị ung thư, là mình nói là do là thực phẩm có gây chất độc, đúng không? Hoặc là môi trường, nắng, gió, khí hậu, nhà máy, khí thải là ung thư. Hoặc là mấy chục năm trước nữa tôi chưa ăn chay, bây giờ tôi bị nạn đó. Mà nếu mà giải thích thêm nữa, vậy thì tôi mới đẻ ra tại sao tôi ung thư, vậy là kiếp trước tôi bị ung thư. Nó ở chỗ này, xét về mặt khoa học, khi con bị ung thư là cái ADN của con đó nó đã bị biến đổi. Mà nó biến đổi tại sao tôi sanh ra tôi ăn chay mà sao biến đổi? Bây giờ cha nói như thế này tụi con tin liền nè. Bây giờ đây là người cha, đây là người mẹ nè, đúng không? Bây giờ hai người này lấy nhau một năm rồi mà chưa có con. Bắt đầu vợ với chồng nói nhau, em ơi bây giờ mình quyết định mình ăn ở nhau để có đứa con. Thế thì bây giờ khi mà quyết định lấy nhau thì đến khi mà lấy nhau thì ông chồng lấy không được. Bởi vì dương vật ông không có tinh trùng, nó quẹo đời vậy sao lấy. Bây giờ bà vợ bà thấy vậy rồi bà làm sao? Bà mua trứng gà cho ăn đúng không? Bà mua hồn vịt lộn cho ăn đúng không? Rồi bà mua là thịt bò cho ăn đúng không? Vậy thì khi ông này ổng nạp chất bổ vô thì lúc này đây là cơ thể ông có sức khỏe. Cái sức khỏe đó có được là nhờ cái gì? Thực phẩm. Thực phẩm động vật. Mà ăn trứng gà, ăn thịt bò có phải là máu của động vật không? Vậy tinh trùng của người đàn ông là tinh trùng đó là máu hay là gì? Là máu, đúng không? Mà giờ đây người đàn ông này có tinh trùng có phải là nhờ thịt gà không? Nhờ thịt bò không? Nhờ thịt hoặc vịt lộn không? Ăn vào để có sức khỏe, để tạo ra tinh trùng. Rồi lúc này đây hai người ăn ở thụ tinh, thụ thai, có con. Vậy
cái người đàn ông này có tinh trùng là nhờ thịt bò, thịt trâu, thịt heo, hột vịt, hột gà, hột vịt lộn chứ, tất cả ăn vào mới có sức, có tinh trùng. Ăn ở với bà vợ đang ăn thịt động vật, cũng là dòng máu động vật đang chảy trong người bà. Người đàn ông ăn động vật, dòng máu đang chảy trong người. Hai người này hợp nhau ra cái trứng, ra cái bào thai. Bào thai này là bào thai gì? Tự ông phát hiện ra ông động vật kia, ông là gì? Rõ ràng rồi thấy không? Nhưng mà người là một loài động vật bậc cao thôi, cũng là động vật rồi. Đấy. Ông gì, ông triết học gì cho quên, ông khẳng định con người là một loài động vật bậc cao, còn động vật kia là động vật bậc thấp. Đúng không? Ông gì đừng khương như ông triết học gì. Quên rồi, thôi bỏ nó đi. Nhưng mà nói nè, rõ ràng ngay ở đây chúng ta là một cái loài động vật bậc cao. Vậy thì loài động vật mà cụ thể là chúng ta mang một hình ảnh của một con người nó bị ta bậc cao hơn nó. Ta nói chuyện, ta hiểu biết, ta là đủ thứ. Nhưng mà rồi cuối cùng á, tôi sinh ra là tôi ăn cái cỏ rồi, tôi ăn chai trường rồi, tôi không thể bệnh được. Nhưng mà trước đó là chúng ta là ăn cha má ta ăn động vật. Phải không nè? Vậy thì mình khoa học nó gọi đây là di truyền. Khi chúng ta bị ung thư là chúng ta bị di truyền. Mà di truyền này là do cái hoặc là ADN của chúng ta bị biến đổi ta mới bị, hoặc là ta bị di truyền trước đó nữa. Cho nên ta bị ung thư thì không có gì là lạ cả. Không có gì là lạ hết. Điều quan trọng là ta xử lý cái bài toán ung thư như thế nào để cái ung thư đó nó không còn hoành hành ta được nữa. Điều đó mới là điều quan trọng. Còn bây giờ bản thân cha chưa ung thư nè, nhưng mà trong người cha phải có cái tế bào ung thư nhất định, ít hay nhiều nó chưa hại cha được thôi, nhưng mà nó hoặc là ngang tầm hoặc là vượt ngưỡng, thì khi nó vượt ngưỡng nó sẽ kéo thành từng đám nó sẽ động lại khối u trong tim, trong gan, trong phổi, gì cũng cần biết. Tới lúc đó mà cha không chữa nó sẽ di căn đến chỗ khác nữa. Vậy thì cái quan trọng ở đây ta phát hiện ra là dù ta ăn chay trường cũng có khả năng ung thư, dù ta ăn động vật cũng có khả năng ung thư, dù ta mới đẻ ra cũng ung thư nữa. Mấy đứa nhỏ mới đẻ ra cũng ung thư, nó đâu có ăn, nó bú sữa mẹ thôi, nó vẫn ung thư mà. Thì nãy cha nói đó, nó hoặc là nó di truyền từ mẹ sang con, hoặc là nó đã bị cái môi trường ngoại tại bên ngoài nó áp vào, hoặc là nội tại bên trong mình ăn động vật vào, nó phá hoại cơ thể của mình. Như vậy tóm lại, cái cơ sở để ta bệnh ung thư là ta đi sai đường. Đi sai đường có nghĩa là ta ăn sai thức ăn, vì cơ thể của ta không dung nạp động vật. Do bể động vật, trong thịt động vật có tính axit. Trong thịt động vật có tính axit, mà axit này là cái nơi để nó chứa nhiều cái chất độc, và nó là cái môi trường để mà nuôi tế bào ung thư, tế bào siêu độc. Do vậy mà cơ thể anh mà nếu đã có mầm mống ung thư mà anh ăn thịt động vật vào thì nhất định cái ung thư này càng ngày càng lớn. Vì trong thịt động vật này nó có chất glutamin, thì cái chất glutamin này nó sẽ làm cho nuôi tế bào siêu độc trong cơ thể con. Vậy thì khi con bị ung thư, con đã bị ung thư rồi thì mà con còn ăn động vật này vô nữa thì mãi mãi con chỉ chờ chết mà thôi, không bao giờ sống được. Tại sao? Tại vì trong thịt động vật nó là tính axit, mà axit là cái môi trường để nuôi tế bào siêu độc, không thể nào có hết được. Vậy thì bây giờ con đi đông y, con đi tây y, tây y nó có cấm con ăn động vật không? Vậy thì rõ ràng con đi tây y, con bỏ thịt động vật vô đây, con phải chết liền không? Càng ngày con càng chết lớn, không nè. Rồi bây giờ con đi tây y thì tây y bây giờ nó không giải quyết được cái ung thư, thì nó có một cái cách giải quyết duy nhất là hóa trị, xạ trị và trúng đích. Cuối cùng con sẽ chết vì cái hóa trị, xạ trị và chết vì cái thịt động vật. Con người cho bảo đảm 100% con phải chết, không chạy đâu khỏi là tây y đây. Nhưng ta nói như thế không phải là ta bác tây y nha, mà thực tế nó là như vậy. Bây giờ nói sao khác hơn được nữa nè, con đồng ý cho không? Yeah. Thực tế nó là như vậy, cha không thể nào mà bác hơn. Bây giờ đông y, bây giờ con đến đông y. Đông y thì con là 3 chén là 8, 3 chén còn 1 chén. Vậy thì 3 chén còn 1 chén này, bên cạnh đó con ăn thịt động vật vào nữa,
thì đương nhiên là đâu có giải quyết được. Mà cái ba chén còn một chén này là thuốc khô, mà cái thuốc khô này nó giống như lá nhà con phơi rồi con em đi nấu uống à. Một cái nấm bây giờ cha nói là một nấm cái thuốc gì thuốc nhãn lòng của mình đó, thường thường tụi con nhãn lòng tụi con đi hái về tụi con phơi khô rồi tụi con mới nấu nước uống đúng không? Vậy thì với một cái nấm nhãn lòng mà con uống tươi cái nào ngon hơn, cái nào chất lượng hơn? Một nấm nhãn lòng tươi con đem về phơi khô thành rơm rồi con mới đem vô son, con đổ nước vô con nấu cho nó đỏ lên con uống. Với một cái nấm nhãn lòng tươi con đem về bỏ vô son nấu cái nào ngon hơn, nào chất lượng hơn? Đây là ba chén còn một chén là thuốc khô. Thuốc khô chẳng qua là uống cái xác của nó. Và dĩ nhiên nó còn thuốc chứ không phải không còn. Nhưng mà nó đã gạn lọc rất nhiều rồi. Cộng thêm cái con ăn thịt động vật này vô nữa thì vĩnh viễn con phải chết. Không cứu được. Và bằng chứng là chúng con cũng đã đi Tây Y rồi đúng không? Chúng con đã cũng đã đi Đông Y rồi. Không hết. Vậy thì cha cũng như thế thôi. Tây Y là Hippocrate, Đông Y là Hải Thượng Lãn Ông. Bây giờ hai ông này không giải quyết được cái bệnh ung thư. Vậy thì Nguyễn Văn Tường đâu có là gì đâu giải quyết được ung thư. Phải vậy không? Nhưng Nguyễn Văn Tường đã giải quyết được ung thư rồi. Bằng chứng nếu cha không giải quyết được ung thư thì bây giờ người ta không ngồi lũ khổ ở đây. Và các nhà khoa học không đến đây. Và nếu cái điều cha nói ra mà không đúng thì người ta có trí hơn cha nhiều, người ta sẽ bắt cha được. Mà nếu cha càng nói thì cái ông chính quyền địa phương này cũng cầm cha luôn chứ không cần những người xa cầm.